các bạn thấy không, đây giờ là thành phẩm của mình ha các bạn. Đây đây là món gà tiềm ha các bạn, gà tiềm bát hiểm ha các bạn, gà đây nè, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn đó, ăn kèm với mì các bạn, rau kim chi nè, mướp, cải ngọt, ai ăn ớt được thì ăn ớt thêm ha các bạn. Đó. Giờ chúng ta cùng vào bếp làm thôi. Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình làm món là gà tiềm ớt hiểm ha các bạn. Ở đây nguyên liệu mình có nè, này mì ăn kèm ha các bạn. Ở đây mình có 800ml nước dừa ha. Và đây là kỷ tử, nấm đông khô, táo tàu. Còn ở đây mình có gồm kim chi nè ha, nấm kim chi, mướp, cải ngọt các bạn. Cái này là như rau ăn kèm. Còn nguyên liệu chính mình nấu là gồm có con gà này khoảng ký các bạn, rồi nấm gơm, củ cải trắng, củ cải đỏ, ớt các bạn, ớt xanh nè, ớt hiểm á, rồi ở đây mình có sả với hành tím các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ thực hiện là nấu món gà nấu ớt hiểm các bạn. Rồi chúng ta hãy bắt đầu vào việc thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành tiếp mình rang ớt các bạn. Rang ớt mình bỏ vô cho cái nồi lẩu nó ngon các bạn. Rang là mình rang ớt hiểm các bạn.
giờ thấy nó cũng vàng hết trơn các bạn. Vậy là xong rồi nè. Rồi mình chuẩn bị là mình sẽ tắt lửa ha các bạn. Rồi mình lấy nó ra. Đó. Đó, vậy rồi nó sôi. Tiếp theo mình làm nước lẩu hết các bạn. Mình bỏ nước dừa vô ha. Tiếp theo mình bỏ nước dừa vô ha các bạn. Bắt đầu mình để nước sôi ha. Nước sôi ha các bạn, mình bắt đầu mình bỏ xả vô ha các bạn. Đó. Mình xả vô, sau đó mình bỏ cà gót vô ha các bạn. Đó. Bỏ cà gót vô nghe. Rồi bỏ luôn củ cải trắng ha. Mình bỏ vô trước các bạn, này nấu cho nó mềm ra, nó ngọt nước. Sôi cho các bạn, nhìn bỏ tiếp nè các bạn ơi. Bỏ nấm đông cô cho các bạn. Đó, rồi mình mới bỏ tiếp đó là khỉ tử ha các bạn. Bỏ củ hành tím nha các bạn ơi. Rồi bắt đầu để cho nó sôi chút nữa mình mới bỏ mấy nguyên liệu khác vô tiếp các bạn. Chiên vô rồi nè các bạn. Đó, bỏ con gà vô. Rồi mình nấu rồi đó nghe các bạn. Bỏ nấm rơm vô. Mở tiếp táo tàu ha các bạn. Rồi.
Vậy là cơ bản nguyên liệu mình bỏ xong rồi nè. Bây giờ tới mình bỏ thêm một ít bột ngọt ha các bạn. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê hạt nêm các bạn. Một muỗng cà phê đường thôi các bạn. Với một muỗng cà phê muối hộp luôn nha các bạn. Rồi các bạn nào sau đó mình ăn mình em nếm lại cái ha, cho vừa miệng mình ăn ha các bạn. Đó, vậy là bây giờ là mình cơ bản đó các bạn. Con gà thì nãy là mình đã chiên cho nó chín trước rồi các bạn, giờ mình chỉ làm cho nó mềm nóng rồi thôi ha. Nấu với mấy khác cho nó ra nước cho nó ngon. Tiếp tục các bạn, mình lấy ớt mình rang xong đó là mình sẽ bỏ vô hết các bạn. Ớt mình làm nóng, rang nóng rồi mình bỏ vô hết các bạn. Rồi vậy là cơ bản xong hết các bạn. Vậy ra là chút xíu mình nêm nếm lại nữa là xong. Nè các bạn thấy không, đây giờ là thành phẩm của mình ha các bạn. Đây, đây là món gà tiềm ha các bạn. Gà tiềm ớt hiểm ha các bạn. Con gà đây nè. Đó, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn đó. Ăn kèm với mì các bạn. Rau kim chi nè ha. Mướp, cải ngọt. Ai ăn ớt được thì ăn ớt thêm các bạn. Clip mình tới đây kết thúc các bạn. Các bạn thấy hay thì xin một like, một share, một subscribe nha. Cảm ơn các bạn nha.